Ta móc lên hàng số 10 rồi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta móc lên hàng số 10 rồi. Ta có 42 mũi móc ở bên dưới đúng không? Bây giờ ta bớt đi một mũi móc. Bớt đi đằng trước một mũi, đằng sau một mũi nhé. Cho còn 40 mũi. Mình giảm luôn này. Bắt đầu vào móc cái giảm luôn này. Giảm mũi móc này. Mình móc lên này để cho nhìn trông như đỡ béo. Nếu không giảm như thế, cứ giảm đều lên thì cũng được. Cho nó thon bớt ở trên phần đầu một chút thôi. Cho dễ móc. Cứ mũi móc đơn nhé. Đây thằng thân thân trước giảm rồi nhé. Bây giờ thân sau ta giảm một mũi này. Đấy. Giảm là lấy một nửa nhé. Lấy một nửa mũi móc của hai mũi. Rút len qua hai sợi. Rồi móc lên. Móc một mũi đơn. Bây giờ lại mũi, những mũi đơn tiếp tục này. Những mũi đơn này. Đến đây rồi nhá. Ta kết hàng. Xong hàng thứ 11 rồi nhé. Lên hàng thứ 12 này. Lên hàng thứ 12 thì ta ta móc 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 mũi đơn. Giảm một mũi. Sáu mũi giảm một mũi. 2 3 4 5 6. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Lại giảm một mũi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Giảm một mũi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu mũi. Giảm một mũi. Hết hàng nhé. Kết vào đây.
Nên hàng trên ta lại giảm mũi tiếp. 1, 2, 3, 4, 5 mũi. Bây giờ ta 5 mũi, ta lại giảm 1 mũi. Một, hai, ba, bốn, năm mũi, giảm một mũi nhé. Một, hai, ba, bốn, 5 mũi, lại giảm 1. Một, hai, ba, bốn, 5, lại giảm 1 mũi, lại 1, 2, 3, 4, 5, lại giảm 1 mũi nhé. 1 hàng trên ta lại móc 4 mũi đơn và giảm 1 mũi nhé. Lên 1 mũi trước này, móc vào đây 4 mũi đơn. 1, 2, 3, 4 mũi đơn, rồi giảm 1 mũi. Lại móc 1 mũi đơn này, 2 mũi đơn này, 3 mũi đơn này, 4 mũi đơn, lại giảm 1 mũi. Lại 4 đơn. 2, 3, 4 đơn. 1 giảm. Đây nhá. Giảm thì móc vào nửa mũi. Nửa mũi ấy. Đấy. 1, lại 4 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn và 1 giảm. Một đơn, 2, 3, 4, đơn 1 giảm nhé. Kết hàng xong, tiếp tục ta lại móc 3 đơn 1 giảm, cứ thế nhá. Lên 1 mũi này, móc vào đây 3 đơn, 1, 2, 3 đơn 1 giảm nhá. Lại 3 đơn, 2, 3 đơn 1 giảm nhé. Một, hai, ba đơn 1 giảm. Lại 3 đơn 1 giảm nhé. Một, hai, ba, giảm. Kết hàng. Ta được cái hình như thế này rồi.
Bây giờ tôi lại móc tiếp nhá. Giờ đến hai đơn một giảm nhá. Lên một mũi rồi này, móc vào đây hai mũi đơn, hai mũi đơn một mũi giảm này. Một đơn, hai đơn, một giảm này. Một đơn, hai đơn, một giảm. Một đơn, hai đơn, một giảm. Họ lại làm phiền mình qua cái gì đấy. Bây giờ tôi được cái hình này rồi nhé. Không phải nhồi nhồi bông vào đây nhé, không có trước mình móc nốt cái này thì nó lại khít quá không nhồi được nhé. Bây giờ nhồi bông vào nhé. Nhồi bông xuống hai cái chân này cho đều này. Họ cứ làm phiền mình thôi. Sắp thành một nhân vật trong trò chơi Among Us đây. Mình lại thêm bông nhé. Nhồi đều vào nhé. Nhớ cầm cái sợi len này ra này. Không có chốc nữa không biết đâu mà tìm. Được rồi, bây giờ ta móc tiếp nhé. Ta đang móc dở, ta lại móc tiếp thôi. Đây, mũi này là mũi giảm rồi này. Bây giờ ta móc ở đây hai mũi đơn tiếp này. Một, hai mũi móc đơn,
một mũi giảm này, ta kết hàng vào đây nhé, rút len qua hai sợi. Bây giờ hàng này ta cũng nên một mũi và móc đây một mũi đơn, xong lại một mũi giảm, một mũi đơn này, một mũi giảm này, lại một mũi đơn, một mũi giảm, cứ như thế nhé, như thế cho hết hàng nhé. Một mũi đơn này, lại một mũi giảm này, mũi giảm là ta móc vào hai nửa mũi nhé, móc cả cũng được nhưng mà móc cả nó sẽ rất dày ấy. Đây, móc vào hai nửa mũi này đấy. Hai nửa mũi. Đây ta lại kết hàng này, kết cái hàng này lại, kết lại đấy. Để ta rút len, ta để dài một chút nhá. Xong ta dùng cái kim khâu len đấy, đây ta dùng kim khâu len này, cho dài dài ra một chút này, đi kéo bấm này. Cắt bỏ cái này đi, rút qua đây nhé. Rút len lên. Luồn kim vào đây. Bây giờ ta khâu từ từ này, đây. Ta lùa kim móc vào đây, kim khâu vào đây, đấy. Cứ mỗi một mũi ta lùa một cái, đấy. Mỗi một mũi móc ta lùa một mũi. Ta có thể làm liên tiếp. Đấy, cái vòng tròn bên trong nó sẽ bé lại. Đấy. Đến đây là cuối cùng rồi này, là mũi cuối rồi. Đấy, nó tụm lại này, tụm lại rất là xinh. Đấy. Đấy, ta rút đi, nó lại nhỏ lại này. Đấy, nó xinh chưa. Là một hai mũi nữa rồi ta giấu cái sợi len này đi, giấu sợi len này đi nhé. Bây giờ ta đi móc cái phần lưng này.